Tôi tuyệt nhiên không ham muốn công danh phú quý chút nào. Riêng phần tôi thì làm một cái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh nước biếc để câu cá trồng rau. Sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi, trẻ em chăn trâu, không dính líu gì tới vòng danh lợi. Tôi chỉ có một ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước nhà được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Hãy nhìn kỹ, người bồi bàn trẻ tuổi đang bưng mâm này trong một khách sạn ở London là ai vậy? Đôi mắt người ấy đã trông thấy những gì? Tên thật người là Nguyễn Sinh Cung. Cậu bé Cung ra đời năm 1890. Nước Việt Nam lúc bấy giờ đang còn là thuộc địa Pháp. Năm 1911, lúc 21 tuổi, anh Nguyễn rời bỏ gia đình và quê hương đi sang phương Tây. Anh đi để mở rộng tầm mắt nhìn ra các chân trời. Anh đi không biết bao nhiêu nơi qua các biển lớn và các xứ sở. Anh làm rất nhiều nghề, những nghề lao động chân tay lam lũ bị khinh rẻ. Anh vừa làm vừa tự học không ngừng và biết nhiều thứ tiếng nói trên trái đất. Mắt anh nhìn thấy từ châu Á, châu Phi đến châu Âu, châu Mỹ. Ở đâu con người cũng là một. Ở đâu sự đói khổ, sự cùng khốn nhục nhã của con người cũng là một. Ở đâu cũng còn những người lao động bị bóc lột, bị lừa dối, bị chà đạp, bị giết chóc. Nhất là những người nô lệ ở các dân tộc thuộc địa. Động ở nước Pháp, Nguyễn Ái Quốc ra tờ báo Người Cùng Khốn, Le Paria. Anh tổ chức Hội Liên Hiệp Các Dân Tộc Thuộc Địa, viết cuốn sách Bản án chế độ thực dân Pháp. Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp. Những năm sau, anh sang Liên Xô, và ở đây anh trở thành một nhà hoạt động phong trào cách mạng quốc tế. Họa sĩ Thụy Điển Erik Johansson đã vẽ Nguyễn Ái Quốc và viết: đó là một con người kiệt xuất trên nhiều lĩnh vực, một con người uyên bác. Nhà thơ Xô Viết Osip Mandelstam đã viết: cả gương mặt Nguyễn Ái Quốc toát lên sự lịch thiệp và tế nhị. Từ Nguyễn Ái Quốc tỏa ra một nền văn hóa, không phải nền văn hóa ở châu Âu, mà có lẽ là một nền văn hóa tương lai. Qua cử chỉ cao thượng và tiếng nói trầm lắng của Nguyễn Ái Quốc, tôi thấy được ngày mai, thấy được viễn cảnh trời yên biển lặng của tình hữu ái toàn thế giới, bao la như đại dương. Sau 30 năm lăn lộn ẩn nấp, sông pha hiểm nghèo, ra vào chốn tù tội, một ngày năm 41, người trở về đặt chân trên đất Tổ quốc. Từ đây, người là Hồ Chí Minh. Hang Bác Bó, nơi ra đời mặt trận Việt Minh. Những cành cây này là giường nằm của người. Nơi nguồn nước này cũng là nơi nguồn của những ngày lay trời chuyển đất sắp tới. Trong những ngày tiền khởi nghĩa, những ngày này bác ốm nặng, có lúc tưởng khó qua khỏi. Một hôm bác gọi đồng chí Võ Nguyên Giáp đến dặn: lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng phải giành cho được độc lập. Tháng 8 năm 45, Đại hội Quốc dân đã họp ở đây ra quyết định toàn quốc tổng khởi nghĩa.
giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc đã đến. Chỉ trong 10 ngày, khắp mọi tỉnh, huyện, xã, từ Bắc đến Nam, những rừng cờ đỏ sao vàng mọc lên, những dòng sông người cuộn lên bão táp, khởi nghĩa giành chính quyền. Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam. Trên chiếc bàn này trong một ngôi nhà ở Hà Nội, Hồ Chí Minh đã viết bản tuyên ngôn độc lập. Những giờ phút vui sướng nhất trong cuộc đời của người. Ngày mà cả dân tộc Việt Nam chờ đợi từ hơn 80 năm là đây. Nước. Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Lời bất hủ ấy ở trong bản tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng. Dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói, người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi. Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được. Câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi nói đồng bào nghe rõ không, làm cho biển người bất ngờ, rồi thảo lên trả lời thành phóng phóng. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Chúng tôi toàn thể dân Việt Nam xin thề kiên quyết một lòng ủng hộ chính phủ lâm thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, ủng hộ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin thề cùng chính phủ giữ quyền độc lập hoàn toàn cho Tổ quốc, chống mọi mưu mô xâm lược, dù phải chết cũng cam lòng. Nếu Pháp đến xâm lược lần nữa, thì chúng tôi xin thề không đi lính cho Pháp, không làm việc cho Pháp, không bắn dân thường cho Pháp, không đưa đường cho Pháp. Sau ngày tuyên bố độc lập, Hồ Chủ tịch đã đề ra những việc cần làm ngay. Nhân dân đang đói, tôi đề nghị với chính phủ phát động một chiến dịch tăng gia sản xuất. Lúc chúng ta nâng bát cơm mà ăn, nghĩ đến người đói khổ, chúng ta không khỏi động lòng. Vậy tôi đề nghị với đồng bào cả nước, và tôi xin thực hành trước, cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, mỗi bữa một bơ gạo, đem gạo đó biếu dân nghèo. Nạn dốt là một trong những phương pháp độc ác mà bọn thực dân Pháp dùng để cai trị chúng ta. Hơn 90% đồng bào chúng ta mù chữ, nhưng chỉ cần 3 tháng là đủ để học đọc, học viết tiếng nước ta theo vần quốc ngữ. Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Vì vậy, tôi đề nghị mở một chiến dịch để chống nạn mù chữ. Trước, chúng ta bị chế độ quân chủ chuyên chế cai trị, rồi đến chế độ thực dân không kém phần chuyên chế, nên nước ta không có hiến pháp. Nhân dân ta không được hưởng quyền tự do dân chủ. Chúng ta phải có một hiến pháp dân chủ. Tôi đề nghị chính phủ tổ chức càng sớm càng hay cuộc tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu. Tất cả công dân, trai, gái, 18 tuổi đều có quyền bầu cử và ứng cử, không phân biệt giàu nghèo, tôn giáo, dòng giống. Ngày 6 tháng Giêng năm 46, toàn quốc đã đi bỏ phiếu bầu quốc hội đầu tiên của nước ta. Ngày nay, chúng ta đã xây nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
Nhưng nếu nước độc lập mà dân không hưởng tự do hạnh phúc thì độc lập cũng không có nghĩa lý gì. Đồng chí Phạm Văn Đồng nhớ lại những ngày đầu tiên ấy. Ngay trong thời hợp đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra những điều, những chủ trương, những chính sách cực kỳ quan trọng từ đó cho về sau. Bác đề ra phải chiến đấu chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Bác nhấn mạnh sự cần thiết phải có phong trào đời sống mới, văn hóa mới, con người mới. Bác đòi hỏi phải cho rằng các quyền của người dân, trong đó có quyền dân chủ. Thực dân và phong kiến thi hành chính sách chia rẽ đồng bào giáo và đồng bào lương để dễ thống trị. Tôi đề nghị chính phủ ta tuyên bố tín ngưỡng tự do và lương giáo đoàn kết. Nền độc lập còn mong manh như ngàn cân treo sợi tóc. Hàng chục vạn quân Tường Giới Thạch kéo vào miền Bắc nước ta. Hàng chục vạn quân Nhật vẫn còn lại. Hàng vạn quân Anh đổ bộ lên miền Nam. Nấp bóng quân Anh, một đạo quân viễn chinh với những sư đoàn thiết giáp được chuyển gấp ngày đêm từ Pháp sang. Ngày 23 tháng 9, quân Pháp Anh nổ súng chiếm Sài Gòn. Cuộc kháng chiến của Nam Bộ bắt đầu. Để có thể tranh đấu thắng lợi cho nền dân chủ, tích cực xây dựng quốc gia, xây đời sống mới, thì phải là người có sức khỏe. Vì thế, nghĩa vụ của mỗi người là tập thể dục rèn luyện thân thể. Dân có mạnh, nước mới giàu. Tôi hy vọng rằng tất cả đồng bào đều tập thể dục. Bản thân tôi cũng tập thể dục. Kiến thiết cần phải có nhân tài. Trong 20 triệu đồng bào, chắc không thiếu người tài đức. Các địa phương lập tức phải điều tra, nơi nào có người tài đức, có thể làm những việc ích quốc lợi dân, thì phải báo cáo ngay cho chính phủ biết. Một tháng sau ngày tuyên bố độc lập, người viết một bức thư gửi lãnh đạo các bộ, các tỉnh, các huyện, các làng. Chúng ta phải hiểu rằng, các cơ quan của chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng đều là đầy tớ của dân, nghĩa là để gánh vác việc dân, chứ không phải để đè đầu dân như trong thời kỳ dưới sự thống trị của Pháp, Nhật. Trước mặt là quân Pháp, sau lưng là quân Tường Giới Thạch. Hiệp ước Trung Pháp đã ký, Hồ Chủ tịch đã gạt mũi dao sau lưng, ký với đại diện Pháp Hiệp định Sơ Bộ ngày 6 tháng 3 năm 46, khiến cho 18 vạn quân Tàu Tường phải rút về nước. 15.000 quân Pháp được vào miền Bắc trong một thời gian được quy định. Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam là một nhà nước tự do và sẽ tiếp tục đàm phán giữa hai bên về vấn đề thống nhất nước Việt Nam.
lần đầu tiên chính phủ Việt Nam xuất hiện với tư cách một chính phủ trong một hiệp định quốc tế. Đô đốc Đắc Giang Lier, cao ủy Pháp ở Đông Dương, mời Hồ Chủ tịch ra gặp ở Vịnh Hạ Long duyệt hạm đội Pháp. Hãy nhìn đôi mắt Bác Hồ trước ý định dọa nạt đó. Hồ Chủ tịch nói với Saint Denis, những tàu chiến kia không vào được trong các sông ngòi của chúng tôi. Trước khi lên đường sang thăm nước Pháp, Bác viết thư gửi đồng bào Nam Bộ. Tôi khuyên đồng bào đoàn kết chặt chẽ và rộng rãi. Năm ngón tay cũng có ngón ngắn ngón dài, nhưng ngắn dài đều hợp nhau lại nơi bàn tay. Trong mấy triệu người cũng có người thế này, thế khác, nhưng thế này hay thế khác đều dòng dõi của tổ tiên ta. Hồ sơ của Bác Hồ trong cơ quan mật thám Pháp ghi rõ án tử hình. Xử ngay sau khi bắt được. Người mang án tử hình đó của chính quyền Pháp, hôm nay lên máy bay của chính phủ Pháp sang đất Pháp. Điều gì sẽ xảy ra? Paris. Đại diện chính phủ Pháp đón có nghi thức, nhưng với một nghi thức như còn để đợi xem. Nhưng các kiều bào và đông đảo nhân sĩ và nhân dân Pháp nô nức chào mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh và cờ đỏ sao vàng. Bác đến gặp Việt Kiều, Bác nói với những người con của đất nước đã lâu sống xa quê hương. Rồi trong cái gia đình Pháp Việt đấy, đấy là một cái rất tốt. Trong gia đình Pháp Việt đấy, thì có để ra các cháu. Tức là có cái đi con đường trước William Francis. Hay là Amitié, gọi là cái gì Pháp Việt xuất hiện. Đấy là các đồng bào thực hành, trước lúc chính phủ thực hành. Anh em chị em đồng bào ta đây đã đoàn kết thì bây giờ là phải đoàn kết thêm, phải xem cái gương anh em chị em đồng bào ở trong nước. Vì sao mà chúng ta bây giờ được cái địa vị chúng ta mới có đây? Đấy không phải Hồ Chí Minh thì không phải một cái đảng nào, một cái phái nào, cái nhóm nào làm được đâu. Đó là nhờ tất cả đồng bào, và tất cả đồng bào mà có cái lực lượng đó. Bờ biển miền Bắc nước Pháp, nơi chiến trường cũ ác liệt trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Bàn tay Bác ném đi những trái mìn và bịt lại mọi nòng súng. Nhân dân ta chỉ muốn hòa bình. Nhưng cuộc đàm phán ở Fontainebleau mỗi ngày càng gay gắt và đi vào bế tắc. Trong một cố gắng cuối cùng, đêm 14 tháng 9 năm 46, Bác ký một thỏa ước tạm thời với đại diện chính phủ Pháp, chịu nhiều nhân nhượng từ phía ta để cứu vãn hòa bình. Trong cuốn hồi ký, chuyện một nền hòa bình bị bỏ lỡ, ông Saint-Denis viết, quả thật đáng tiếc là nước Pháp đã không đánh giá được đúng tầm cỡ ông Hồ Chí Minh, không hiểu nổi vai trò của ông và sức mạnh mà ông có trong tay. Nhà sử học Xô Viết Kobelev viết, Hồ Chí Minh, nhà yêu nước vĩ đại Việt Nam, đã chân thành giơ bàn tay hữu nghị cho nhà yêu nước vĩ đại Pháp De Gaulle. Nhưng De Gaulle đã không nắm lấy bàn tay ấy. Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhớ lại, Bác Hồ chúng ta là con người của những quyết định lịch sử, trong những bước ngoặt lịch sử.
Sau khi ở Pháp về đó, thì ba cái truyền tin chúng tôi trong thường vụ đều thấy là ta đã nhân nhượng đến cái giới hạn cuối cùng, cho nên khả năng hòa bình còn rất mong manh. Ngày 5 tháng 11 thì bác là viết những công việc cần kíp lúc bây giờ, và ít lâu sau thì có cuộc hội nghị Vạn Phúc quyết định toàn quốc kháng chiến. Nhưng mọi người đều biết sau cuộc họp thì bác hỏi tôi là cuộc kháng chiến cả nước bùng nổ, thì chú hiểu là thủ đô Hà Nội ta giữ được bao nhiêu lâu? Tôi đáp là thưa bác, có thể giữ được 1 tháng, sau này là giữ được 2 tháng. Bác lại hỏi còn cả thành phố khác? Tôi đáp là có thể lâu hơn. Bác lại hỏi là thế còn vùng nông thôn thì thế nào? Tôi nói vùng nông thôn dĩ nhiên ta giữ được, ta giữ vững được. Bác trầm ngâm một lúc rồi nói thôi được, ta trở lại Tân Trào. Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên. Vẫn núi rừng sông suối Việt Bắc thân quen, nhưng nay đã sang một trang sử mới. Chủ tịch nước những ngày ấy, Bác Hồ như vậy, và mỗi người Việt Nam cũng sẵn sàng chịu đựng, hy sinh hết thảy vì Tổ quốc. Anh bộ đội đã trở thành người được yêu mến nhất ở mọi nơi. Nhân dân gọi anh là anh bộ đội Cụ Hồ. Trong chiến đấu muôn nghìn gian khổ, cả dân tộc ta đã tự nhận ra mình, và mỗi con người cũng như mới tự khám phá thấy khả năng lớn lao không ngờ của mình. Âm hưởng của kháng chiến sang sảng trong câu thơ Bác Hồ những ngày ấy. Cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió, tiếng kèn kháng chiến vang dội non sông. Toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến, chí ta đã quyết, lòng ta đã đồng. Tiến lên chiến sĩ, tiến lên đồng bào, sức ta đã mạnh, người ta đã đông. Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi, thống nhất độc lập nhất định thành công. Bác viết thư gửi bác sĩ Vũ Đình Tụng. Tôi được biết rằng con trai bác sĩ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. Bác sĩ biết đấy, tôi không có gia đình và không có con. Nhưng gia đình của tôi là Việt Nam, con cái tôi là các thanh niên Việt Nam. Mỗi khi một thanh niên hy sinh, thì tôi thấy như mình mất đi một phần cơ thể. Gia đình ra đi cùng.
gặp nhau trong đại gia đình, dù kinh quân về quốc quân. Người dắt dẫn cả một dân tộc, người chỉ huy cao nhất của toàn dân ta, đã sống như vậy trên những con đường đánh giặc. Một quân đội, trong đó người chỉ huy với người chiến sĩ như cha với con, như anh với em. Một cuộc sống mà những con người không hề quen biết nhau, đối xử với nhau như ruột thịt. Vì vậy, như bác đã nói theo câu ca dao cũ, nay tuy châu chấu đá voi, nhưng mai voi sẽ bị lòi ruột ra. Buổi họp quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Tiếng chuông báo tử của toàn bộ hệ thống thuộc địa cũ. Tên ấy đã thành niềm tự hào chung của các dân tộc bị áp bức. Những người con trai năm xưa từ Hà Nội ra đi, hôm nay súng choàng vai, hoa trên tay, bước trở về những đường phố nghìn năm, giữa muôn ngàn tiếng khóc, tiếng cười, tiếng reo. Chế độ thực dân Pháp nay bắt tay vào công việc xây dựng một đất nước mới. Những đồng lúa từ nay được yên ổn cấy cày. Những gầu nước của niềm vui, của hy vọng vào tương lai. Cày phải có ruộng. Sau kháng chiến, cải cách ruộng đất được mở rộng. Tiếc thay vì giáo điều đã phạm sai lầm nặng nề. Báo cáo trước Quốc hội, Hồ Chủ tịch đã nhận trách nhiệm và tự phê bình trước toàn dân. Nước mắt bác đã rơi xuống khi nói đến những tổn thất đau thương do sai lầm gây ra. Người khẳng định: một đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một đảng hỏng. Một đảng có gan thừa nhận những khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó vì đâu mà có, và tìm mọi cách mà sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế mới là một đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính. Sông Hiền Lương, vĩ tuyến 17. Nước nhà vẫn còn bị cắt làm đôi. Đầu năm 65, quân Mỹ ồ ạt vào miền Nam. Tổng thống Mỹ Johnson ra lệnh ném bom ồ ạt toàn Việt Nam. Bác Hồ đã hỏi ông ta: này Tổng thống Johnson, ngươi hãy công khai trả lời trước nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới câu hỏi này: ai đã phá hoại hiệp nghị Geneva, là hiệp nghị bảo đảm chủ quyền độc lập thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam? Phải chăng quân đội Việt Nam sang xâm lược nước Hoa Kỳ và giết hại người Hoa Kỳ, hay là chính phủ Mỹ đã đem quân đội Hoa Kỳ
đến xâm lược Việt Nam và giết hại người Việt Nam. Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá. Song nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Lầu Năm Góc tuyên bố đưa Việt Nam trở lại thời kỳ đồ đá. Việt Nam vẫn sống và chiến đấu kỳ lạ. Trước hết phải che chở các em bé, nhà trẻ đưa xuống dưới lòng đất Vĩnh Linh. Một bên là bom đạn của bọn xâm lược tàn bạo kiêu căng. Một bên là cả một dân tộc như một người. Một bên là sức mạnh vật chất kinh khủng và mù quáng. Một bên là sự lựa chọn, trí tuệ và tình thương của từng con người. Cuộc sống vẫn không vắng nụ cười âu yếm. Củ Chi, đất thép nổi tiếng, là sự thông minh gan dạ của những con người đã quyết chí sống tự do vì tổ quốc mình. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Mọi nơi nói chuyện với mọi người, làm việc với mọi người, nghe mọi người nói. Nào ai có thể phân biệt được đâu là vị chủ tịch nước, đâu là người dân thường. Những ngày một mất một còn này, hình như mỗi người hàng ngày phải suy nghĩ đến tận gốc mọi vấn đề, và mỗi người như muốn tìm về nơi cội nguồn cuộc sống của mình để chiến đấu và đi lên. Trở lại mộ tổ vua Hùng.
nhân dân ta biết và nhớ câu nói của bác. Các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Nông sâm, đất nước và nền văn hóa mấy nghìn năm của chúng ta có thể bị xóa đi vì các thứ kỹ thuật tàn phá giết chóc tối tân nhất này hay không? Những cảnh này lấy từ bộ phim Mỹ Chiến tranh Việt Nam 10.000 ngày. Có phải quả bom Mỹ này định dành cho nơi ở của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hà Nội? Nhà bác vẫn đây, giữa vườn cây bên hồ nước. Mỗi mùa, thiên nhiên vẫn sinh nở những gì đẹp nhất cho con người. Chỉ có một thay đổi nhỏ này trên các ô cửa kính của bác. Trên bàn điện thoại của bác chỉ có thêm chiếc mũ sắt này. Giữa những ngày khói lửa, bác vẫn không quên những người bạn quý có ân nghĩa sâu từ trước. Bác đã đón ông bà Loserby và con gái. Luật sư Loserby, nhà luật sư người Anh, đã giúp bác thoát khỏi nhà tù Hồng Kông. Ân nghĩa ấy, nhân dân Việt Nam không quên. Đã là một bản nhạc phổ bài thơ này của bác. Đêm hốc muộn chân ngựa. Người nào cũng bị nuốt. Có bao nhiêu đêm khuya, bác một mình ngồi thức trong im lặng, những câu thơ thầm thì đến với người. Tiếng suối trong rơi tiếng hát xa, trăng lồng cổ thụ, bóng lồng hoa. Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà. Đại hội văn nghệ bất ngờ được đón bác. Các nhà văn, nhà thơ, các nghệ sĩ đã bạc đầu hoặc còn đang tuổi trẻ sung sướng chào nhà thơ Hồ Chí Minh và bác Hồ. Thank you.
như không lúc nào sống xa được thiên nhiên. Người không muốn ở nơi dinh thự dành cho nguyên thủ quốc gia này. Chiếc giường gỗ, chiếc quạt lá, cây trong vườn, cá dưới nước, tất cả đều là bạn của người. Bạn của người, mặt trời hồng trong sương sớm. Bạn của người, những tiếng chim trong lùm cây, trên vạt cỏ. Bạn của người, ánh trăng như lụa trong đêm khuya. Những đêm dài làm việc và suy nghĩ một mình, bác muốn có bạn là một tiếng người, một tiếng nói, một tiếng hát từ trong chiếc đài xoành xoàng của bác. Đoàn dũng sĩ miền Nam và những người con trai con gái này của miền Nam cũng cảm thấy hạnh phúc biết chừng nào. Thời giờ thấm thoát, bác đã đến những năm 70 tuổi. Một ngày bác về thăm Côn Sơn như muốn về nói chuyện với một người bạn 500 năm trước. Phải chăng trong tâm hồn Hồ Chí Minh và tâm hồn Nguyễn Trãi có nhiều nét tương đồng? Cũng niềm suốt đời vì nước, vì dân ấy, cũng một cách sống như cánh chim vút bay giữa vô tận vô cùng. Cũng một lòng nhân ái như suối nước trong, như sao trời lấp lánh. Đồng chí Vũ Kỳ, thư ký của bác, kể lại. Cái ngày 19 tháng 5, năm 65 ấy, thì bác đi thăm Khổng Tử tại quê của Khổng Tử. Bác nói chuyện với tôi, từ những năm 20 bác đã nghiên cứu về Khổng Tử. Mà Khổng Tử, trong thuyết Khổng Tử thì có cái thuyết bác chú ý nhiều nhất là dân lấy, nước lấy dân làm gốc. Bác đã tìm hiểu những giá trị văn hóa của các dân tộc trên các chặng đường lịch sử. Một lần bác đã trả lời một nhà báo. Khổng Tử, Giê-xu, Mác, Tôn Giật Tiên, các vị ấy đều muốn làm lợi cho xã hội. Nếu họ còn sống và ở gần nhau, tôi tin rằng các vị ấy sẽ cùng sống thoải mái như những người bạn tốt. Bác Hồ là con người Việt Nam, không thể lẫn với đâu khác. Và bác cũng là con người của mọi phương trời. Came home from sailing and he was born his native land.
trị của Bác có nền văn hóa của phương Đông và nền văn hóa của phương Tây, nền văn hóa của phương Nam và nền văn hóa của phương Bắc. Nhân dân khắp các xứ sở thấy Hồ Chí Minh không có gì xa cách. Chiến sĩ không tên. Nhưng đối với Bác Hồ, có con người nào là không tên tuổi? Bác nghiêng mình trước sự hy sinh của mỗi con người. Quê hương nghĩa nặng tình sâu. Ngôi nhà mái tranh xưa vẫn đây, làng sen vẫn đây. Vì việc nước nặng nhiều, đường xá xa cách, lúc anh đau yếu tôi không thể trông nom, lúc anh tạ thế tôi không thể lo liệu. Than ơi, tôi xin chịu tội bất để trước linh hồn anh. Chị Bác, bà Thanh cũng đã yên nghỉ dưới mộ. Cụ thân sinh Bác, cụ Nguyễn Sinh Sắc mất tại miền Nam, mộ ở miền Nam, Bác còn chưa đến thăm được. Một người đã gần đi trọn con đường dài xa, hôm nay trở về quê hương, nhìn lại tất cả, gặp lại tất cả, gửi lại tất cả niềm thương nhớ và lòng biết ơn thầm lặng nơi chôn rau cắt rốn đã nuôi mình nên người, cũng trở lại thăm một nơi nữa cũng đã là quê của Bác trong cách mạng, nơi Bác đã làm công việc nhóm lửa. Từng người cũ ở đây vẫn nhớ Bác, và Bác vẫn nhớ từng người cũ ở đây. Bác Bó vẫn đây, hang xưa, dòng suối cũ. Thăm lại nơi cũ và vun tưới cho tương lai. Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Ngày Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6 năm ấy, Bác Hồ 79 tuổi đón các cháu. Các em hát: "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn chúng em nhi đồng?" Và Bác cũng đã viết: "Ai yêu các nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh." Ba ngày thì đã qua rồi,
gọi nhiều lần vào thăm bác. Khi vào thăm bác, tôi thấy bác nằm, không ngồi được vì bác mệt. Nhưng bên cạnh giường bác luôn luôn treo tấm bản đồ miền Nam. Và tôi được biết hàng ngày cán bộ Bộ Tổng Tham mưu được phái đến để trình bày với bác tình hình chiến sự đang diễn ra ở miền Nam. Tôi rất cảm động. Tôi liền nhớ câu nói của bác: hình ảnh Nam Bộ thân yêu luôn ở trong trái tim tôi. Đó là một cái câu nói chan chứa tình cảm thân thương mà bác dành cho quân và dân Nam Bộ đương ngày đêm chiến đấu gian lao và anh dũng. Nói: dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta. Tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng. Tôi cũng gửi lời chào thân ái đến các đồng chí, các bầu bạn và các cháu thanh niên nhi đồng quốc tế. Không một tấm huân chương, và sau làn vải ngược áo này có một trái tim. Bác Hồ đã đi xa, chưa kịp nhìn thấy ngày miền Nam giải phóng, nhưng hôm nay có bác ở đây bên bến Nhà Rồng, và thành phố nơi bến nghé cũ hôm nay đã mang tên bác: thành phố Hồ Chí Minh. Trong di chúc, với tầm nhìn làm cho chúng ta hôm nay bàng hoàng, bác đã viết về những việc xây dựng đất nước sau này. Đây là một cuộc chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ tốt tươi. Để giành lấy thắng lợi trong cuộc chiến đấu khổng lồ này, cần phải động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân. Ở Paris có bức tường "Những người làm nên thế kỷ 20".
có nụ cười Bác Hồ ở đây giữa những trí tuệ, những tâm hồn lớn ở thời đại chúng ta. Trong một thế giới vẫn còn nhiều bạo ngược và lẫn lộn, đã có một cuộc đời Hồ Chí Minh, một con người Hồ Chí Minh.